Ngay lúc này, chồng đẹp trai tặng cho vợ một cọng dây chuyền quá trời bự. Lại đâu lại? Thôi lại đẹp trai dữ vậy ta. Tao có bất ngờ với vợ. Ủa nó đẹp trai dữ ta. Hot boy đúng là hot boy luôn kìa. Tặng gì tặng gì? Tao bất ngờ cho em nè. Tao bất ngờ luôn hả? Dặn rồi, dặn rồi. Này tặng cho em này nè. Vô ngồi. Trời. Dữ rồi nha. Cái gì vậy? Bữa nay có vàng nữa ta. Tiền đó. Tại tao mà hỏi cho coi coi. Tại bất ngờ cho em đó. Trời gì trời. Hú hồn chi bén chưa? Trời 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 trời. Tiền đâu mua với chuyền vàng hả? Vậy anh làm chắc giả bao nhiêu năm đó do anh là dành dụm mua được đó. Không cạch với bà ngầu có tiền rồi. Chắc quà mới mà. Quà lấy mấy bài phải không? Chắc lấy mấy bài bà ngầu xuống không lấy xe tải. Lấy xe tải bay đâu nào đâu. Trời ơi. Có tại xe tải đi nhóc nè. Ôi chắc không. Hôm qua có nhà. Nhắn tin thôi nè. Bà ngầu chắc 30-40 tuổi gì rồi. Như qua 50 cũng gì nữa. Giờ cái miễn có lấy đi. Trời nè. Tiền đâu không có. Tiền đâu không có mua vàng. Dạ ta hỏi giờ tiền đâu có mua vàng. Nghe nói cho rõ đi quên. Rõ. Mấy em căng lắm nghe. Đi làm mấy năm nay rồi. Thân giấu em. Tiền thân có tiền giấu em. Vậy là tới giờ mới khai hả? Ờ, giấu ơi. Giấu là tất nhiên là tiền nó để dành dụm là mới là làm được rồi mới bắt đầu bất ngờ cho em đó. Vô ngồi ghế rồi quá hạnh phúc luôn rồi. Chuyện này căng lắm nghe Trinh. Căng tháo ra đeo luôn. Chuyện này hạnh phúc dữ vậy ta ơi. Chồng của mình có đi lấy máy bay nhỏ máy bay lớn gì cũng vậy trơn đem vàng cho mình về là vui rồi. Chồng này chắc vàng cho mình là vui rồi. Chồng này tám tám cây đẹp không quá hạnh phúc cả nhà. Quá đẹp nghe quá đẹp nghe. Cười miếm miếm rồi đó kìa. Ông này 8 cây thì vô rồi. Ôi trời quá dữ luôn rồi. Cưng không? Ai thưởng cho. Tối nay giữ mày mày mày. Thưởng cho 5 vết luôn. Tối nay thưởng cho anh 5 vết. Rồi, ngày mai đi xe 5 luôn. Tối nay thưởng ngày mai đi xe lăn luôn. Trời ơi, hai cái gửi được ha. Đó, cái đó đó là cái công ơi. Cái công của anh đi lái máy bay đó em ơi. Trời ơi. Vậy gì chồng mới chồng đi làm bỏ heo giống vợ. Nay có tiền mua vàng. Nhưng mà anh có cũng có cái một cái tội là giấu vợ hen. Do giấu thì mới tạo ra bất ngờ. Làm một ngày có 50 ngàn làm gì mà đủ kiểu này là sai sai đó nha. Hỏi hỏi cho kỹ nghe. Chắc không làm thêm. Ông đi lấy mấy bài đêm bằng đêm thêm đó. Không có không? Không. Thôi đi đeo cái hai đứa chị. Không có, không trả không có. Lái xe tải. Trinh ơi, tin ảnh đi, ảnh không có lái chiếc bự đâu. Dây chuyền này hình như của con Lan hay Huệ vậy ta. Lái chiếc nhỏ nhỏ thôi à. Có ai à? Dây chuyền thấy quen quen nha. Giống giống của bà Xuyến. Giống của bà Xuyến vậy ta. Rồi ông này không lẽ đi lái bà Xuyến hả? Phải ông rồi ha. Phải thật đêm thiến đúng không? Trời ơi. Dám có lắm mà nha. Phải không nha. Để đeo là nghỉ luôn đi. Thôi để. Nhấn được không? Đeo vô luôn. Đeo đàng hoàng coi, đeo cho vợ coi. Chậu máy bây giờ đeo không được thì buộc lại. Chả này mà kêu móc vô. Đeo không được thì buộc lại. Rồi gõ ra cái nguồn gốc cái cây cộng dây chuyền này đâu có Trinh. Gốc cộng dây chuyền này ở đâu mà không có. Nguồn gốc đâu? Làm dành dụm 2 năm rồi. 2 năm hả? Ông này bao nhiêu tiền? Trộn với đất dưới á. Tính ra anh trộn với em lấy 2 trời. Trộn cộng dây chuyền với đất á hả? Trộn với đất dưới á. Nên trộn không vô. Trời đó. Trời ơi, đeo vô nhìn khác liền ha. Đeo vô nhìn khác liền ha, giống như bà chủ vậy ha. Ổn quá. Trời ơi. Giờ này thưởng sương sương vậy thôi, tối thưởng cái kia. Không. Tối đi nhiều chút. Kìa. Ủa ông cụng á chứ ông hùng. Trời có đó là gọi là hôn mãnh liệt. Trời ơi. Vậy còn tao hôn không nhẹ là phải không? Kiến kiến này hả cháu? Ai cho nữa không rồi, rồi. Kiến nữ đó. Rồi, kiến nữ đó. Kiến nữ nè, của con nào. Chết tao mua lộn rồi, mày tiệm mua lộn kiến nữ hả? Vậy là cái kiến này với cộng dây chuyền luôn. Kiến nữ nữa, không lẽ có bà Xuyến nữa trời. Mua ở ngoài sạp á. Ngoài sạp bán lẻ. Ủa sạp bà Xuyến bán hả anh? Bà nào bán á? Bà nào? Ai biết đâu bà bán á? Chủ tiệm tên Xuyến. Cộng dây chuyền nói nhiều loại nói với vợ nghe như cây vậy mấy cây vậy cái đó có 7 triệu 500 20 ngàn à.
7 triệu 520 ngàn. Tiền đâu có, không có, không nói chưa. Lẻ 500 đồng nữa chưa tính. Tiền đâu có, không có. 7 triệu mấy này anh lái chứ cũng lâu lắm nha. Lâu lắm rồi đó. Là làm xây công gì dành dụm lâu lắm rồi. Thiệt không? Thiệt đi, cháu làm cốc. Không, không nói tôi chứ không biết. Chị đó mới tạo gì mới gọi là tạo bất ngờ. Mới gì? Đã bất ngờ với vợ hả? Thấy bất ngờ chưa? Ừ. Đó ông Phật này giờ thấy mặt tự à. Phật mẹ Quan Âm được không? À, nó quá đẹp rồi. Phù hộ cho thân hình mạnh khỏe. Có tiền lẻ thì cho anh. Cho nhỏ xài đi. Còn tiền chẳng đưa anh. Coi coi kỹ con dây coi nó có tàn không á nha Trinh ơi. Chết rồi, bà nào vô đồ vàng lấy gì kêu mới vô kìa. Được. Coi kỹ con dây lại coi nha, lấy cục hết coi. Coi nó có hết không nha. Bay màu nha. Bay màu. Bay màu luôn. Thôi không biết có thiệt không. Không coi thấy rồi. Là thấy quen quen nha. Đâu cà cà. Quen quen giống vào kim chiếm bay đeo. Ừ. Thì ăn của ông Hữu tặng cho bà kim chiếm luôn á. Thôi quen quen nha. Thiệt đó. Coi thử là phải không? Không biết nha, ông không có thấy cô qua mặt mà ông đẹp. Tại ông chiếc mặt kim xuyến là ông chết chứ tôi chứ. Hồi bữa ông đi đâu 2 ngày không lẽ ông chạy xuống ông lái ta. Ai biết được. Nè, đâu có hộp đàng hoàng nè nè. Cái gì nè, đọc coi. Tiệm vàng gì đó. Hôm qua ông nói ông nhậu với bạn ông qua trường. Ông đi kiếm mặt kim xuyến không? Là anh với bà rồi ông bà thấy giờ ông trẻ đẹp bà mời ông bà tặng không đi tiền gì cho ông đúng không? Thôi phải không, phải không, phải không, tặng đi đó là mà mời đám dỗ. Đám dỗ thì ông đi hai đêm hai ngày cô đi kiếm ông cứ khóc vừa luôn vừa lo. Có phải cái bà gì hôm bữa thấy không? Cái bữa ông về ông có làm ăn gì được không? Bà người con gái chở ông, bà kim chiến trước ông đúng không? Ông bà đúng không? Bà thấy nói xui hôm bữa đi chung mua đồ. Thôi cái chảo của bà là sao? Thôi thử gì ai biết. Ôm vô hai cái bữa không ôm vô cái chảo. Bỏ gì? Rồi nhầm khi bữa hỏi là hồng ngày qua sỉnh quá vậy cái đi giúp dỗ sỉnh quá sao mà nó đứng hồng nào không hay cái lo nhìn bấm điện thoại có tấm sao mà ử cái đầu vô cái trái bự bự luôn. Ồ kìa kìa, ăn bự luôn rồi kìa. Ăn bự luôn rồi. Ăn bự của bà xiết luôn rồi kìa. Trời ơi. Ăn bự quá. Cảm giác nó sao à? Có ăn bự quá. Bự quá. Lỡ cái lỡ chúng. Chúng đâu ăn. Không. Chúng có cái dập à. Để hai bữa trước không đi đâu. Hai ngày hai đêm. Thì sỉnh ngủ lái xe về không được. Có gian về không được. Ngày. Nhà bà hai bán thai ở cái gì cái gì đó. Bà hai nào? Bà hai năm luôn. Bà hai bình thường. Bà hai bình thường gì? Bà hai năm luôn. Bà hai bình thường đó. Bà hai bình thường già cằn nè. Ý bà. Bà hai bình thường có mấy đứa con gái nuôi rất là xinh luôn. Có tiền hơn gì đó. Thôi đi giới thiệu cho chồng luôn rồi kìa. Ôi già nói là cộng tiền kìa, đúng chịu không? Tiền okay chưa? Của ai? Tặng đó. Của ai? Ở đâu anh có tiền? Của anh là có để mấy năm nay, hai năm nay đó chung dắt chứ. Thôi em không biết. Vì tạo bất ngờ thì thử lòng. Ờ vậy? Thôi em không biết, em kiếm hết. Anh đâu có giấu quỷ đèn em đâu. Quỷ đèn. Mà thôi anh có tiền anh mua với tiền. Thì những ngày làm thuê, thí dụ thôi. Được 200 thì ăn 150, còn trên 50 để gì để đó. Vậy cái nhiều lần cái dồn là mua vàng thì không dành dựng tới 2 năm trời luôn mà. Tới 2 năm rồi dư nhất rồi. Em trồng cái chuyện này quen quen cứ thấy bà kiếm xén ở đây hoài à. Ông ngủ không mua cho bà chị vợ. Chị giả đó. Giả thiệt không nào. Tặng thì tổng ở vui thôi. Ủa vậy là cậu này cũng giả hả? Giả vậy hả? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ tưởng thiệt hết hồn. Nhưng nó mất thằng cậu. Dạ. Như vậy dạ. Như vậy giả dạ, nhiêu vậy? Dạ, giả thì giả chứ, nhưng mà con cái thì tấm lòng thương vợ con thì tặng cho chỗ dù giả thì tấm lòng có thiệt. Giả nhưng mà lòng thì là thiệt. Nhà tan luôn rồi. Chịu không? Không, nhưng mà giả thì không có quan trọng. Nhưng mà quan trọng là sẽ di truyền giống bà Xuyến qua đeo. Đúng, của bà Xuyến. Giả nhưng mà của bà Xuyến hay sao nè. Cái này em đang mượn bà Xuyến nè. Giả của bà Xuyến nè. Mua bà chở 15 ngàn à. Thì hú hí với bà Xuyến.
Thật bả không, bả mệt quá rồi. Bả đợi cái hộp này, hộp chiếc chèn quá bên ông bở, ông lên về làm bộ, ông mới tặng cho tôi. Mà ông mua, đúng không? Còn ăn nổi đâu. Dạ thằng cứ cắt à. Dạ, dạ, nó mới dài. Ông xuống dưới ông lái máy bay bà xiến hả? Đừng càng già càng cay.